Sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Cà Phê Hotline, nơi mà chúng tôi cũng sẽ giải đáp những cái băn khoăn, thắc mắc, những phản ánh của các khán giả khi mà gửi về cho kênh VTC9. Thưa quý vị, qua đường dây nóng của chương trình là 0901812999 thì ban biên tập có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng là người dân phải đi dưới lòng đường để đến điểm chờ tại tuyến đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, gây nguy hiểm cho hành khách và mất an toàn giao thông. Theo phản ánh thì tại một số điểm chờ xe buýt trên tuyến đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân phải đi dưới lòng đường để đến điểm chờ, hay chỉ đơn giản là muốn đọc lộ trình xe thì cũng phải trèo qua hàng rào đường sắt. Người dân đứng đợi xe buýt dưới lòng đường, giữa một bên là xe cộ qua lại tấp nập, một bên là đường tàu mà không có cách nào để có thể đảm bảo an toàn. Thậm chí người dân còn không có chỗ ngồi để nghỉ ngơi và che nắng che mưa. Rất là sợ bởi vì mỗi khi đứng đây không có điểm chờ để ngồi mà phải đứng ở lòng đường, xe cộ đi lại thì tấp nập này rất dễ xảy ra tai nạn. Và nhiều khi có tàu hỏa đi qua thì có thể ồn nữa, rất là nguy hiểm. Cách duy nhất là vẫn phải đứng ở mãi tít trên này để cho an toàn nhất, và đợi xe khi nào đến thì mình sẽ đi từ trên này xuống. Nhưng mà thi thoảng thì có những ngày trời mưa ở chỗ này nó cũng có nước liếc các kiểu, thì mình xuống thì cũng đúng lúc xe qua xong lại nước tạt vào các kiểu nữa, nên là nói chung cũng rất nhiều bất cập. Cũng nên là thêm những cái chỗ điểm dễ đứng hơn, với cả cũng cần có chỗ nào để đợi xe buýt nó ổn định hơn, như kiểu có che nắng che mưa để cho đỡ phải đứng ở những cái chỗ nguy hiểm như này. Xe buýt hiện là loại hình vận tải công cộng chính tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, không ít điểm chờ xe buýt, đặc biệt là cái điểm chờ ngay cạnh các tuyến đường sắt Bắc Nam, lại gây mất an toàn cho hành khách mà chưa có biện pháp xử lý. Những bất cập này cần sớm được giải quyết khi xác lập quy hoạch chi tiết về mạng lưới điểm dừng, đổ, nhà chờ, chú trọng nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho hành khách.